Nay mời các bạn cùng ăn lẩu tai heo cuốn bánh tráng mình nha các bạn. Lẩu tai heo này nãy vợ chồng mình luộc tới một cái lần mà chắc ăn không hết nên chẻ ra nửa cái, còn nửa cái nè. Giờ xắt cuốn bánh tráng thôi. Này chén nước mắm tỏi ớt của mình nè, này chúng ta gọi là siêu cay á, đặc sệt. Gao với bún. Nó lấy dao bự bự cắt cho dễ. Nó bán nó làm cục mỡ nó quá trời ha. Lẩu tai heo luộc cuốn bánh tráng luộc sả. Lẩu tai heo mà cái sụn nó ăn ngon ha, ăn sực 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 sực. Đó bạn, có nửa lỗ tai mà nhiêu đây nè, bởi vì nãy thấy con lỗ nó nguyên cái lỗ tai nó nhiều quá ăn đâu hết, đây cắt nửa ra phần nửa để lại, ăn phần nửa nhiêu đây chắc cũng vừa rồi. Chữa sắc cho nó dạng nó giao sắc rồi. Thường là người ta ăn với mắm nêm á, mình đang không được mắm nêm, mình ăn mắm chua. Mấy gạo chứ củ bún nó dính lịm kìa. Quên khế nè, có bao khế vậy? Khóm chùa, khế chùa, hai cái chùa. Có khế, còn có khóm. Chấm khế vô chua quá. Cháo này nè cắt hơi nhiều rồi. Dạ, cháo này ngon. Ngon. Cháo mình ngậm nướng nướng nó cứng á. Nó mềm với nó cứng đâu, ý là nó dai thôi.
bánh tráng vậy mình cuốn nó ngon. Cắm không lứt à. Thế chua. Mày thấy cái thế nhỏ xíu mà. Mình nói thế chua hết rồi. Ừ. Không phải cái lại đâu có chua vậy. Chua. Cuốn này nhiều nhiều đi. Nhiều. Có nửa cái. Nửa cái mà nhiều là ăn không hết, là một cái ăn mà có hết rồi. Này phải có nhiều, nhiều rau thơm mới thơm. Chắc tại mình không nhúng nước bây giờ nó hơi cứng mà. Nhúng nước nó mềm thôi để vậy. Chấm giòn giòn thật thật ăn ngon đó. Đơn giản á, mua về làm sạch lỗ tai đó, luộc xả hay không, cắt lại của bánh tráng. Thế chua quá ăn không nổi. Ai tưởng thế ngọt, tưởng thế lai nên đã chua thế một chua quá. Chua. Chua chấm nước mắm. Nhưng mà nó chua quá. Ăn đi, anh ăn gói nè. No rồi. Cuốn ơi, chấm không đi. Cuối cùng các bạn vừa luôn, hai lỗ tai nửa lỗ tai vừa hai nhân chồng ăn một mâm cài hít hà luôn.
như dao. Chua cũng ngon. À, chào bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Các bạn hãy đăng ký và like ủng hộ mình nha bạn. Bye bye.